thuở ban đầu, Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng toàn năng hằng hữu đã tạo dựng vạn vật và con người. Tất cả cùng hiệp thông sự sống của Ngài rất chan hòa, hạnh phúc. Trời trăng sao, hoa cỏ cây muôn thú đẹp xinh, núi đồi sinh linh, sông ngòi kia chim cá lượn bay. Thật kỳ diệu thấy ai làm ra, tuyệt vời quyền năng, ôi đẹp quá. Kỳ công nhân thế đã khởi nguồn từ đâu? Thế rồi, vào một ngày u ám, thần tối tăm đã lén gieo vào lòng con người một sự ngờ vực. Nỗi ngờ vực này lớn dần, mở ngõ cho sự dữ chen vào.
chiến giữa thần lành và thần dữ, cám dỗ con người. Khỏi ánh sáng, họ lạc lõng trong bóng tối dày đặc và đau khổ ngập tràn thế trần. Tổ ông loài người đã nghi ngờ Thiên Chúa và không vâng lời Ngài mà ăn trái cấm. Họ phá vỡ tương quan tình yêu với nhau và với Thiên Chúa Ba Ngôi. Phạm tội bất trung với Thiên Chúa, tội lỗi, bất công và sự dữ đã lan tràn khắp mặt đất. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa bỏ rơi hay đánh phạt con người. Ngài vẫn giàu lòng nhân nghĩa xót thương, và chính Thiên Chúa đã chọn gọi các tổ phụ, các thủ lãnh, các vị ngôn sứ và lập dân riêng Israel để người thực hiện chương trình cứu độ con người. Lời hứa đấng cứu thế sẽ được thực hiện như thế nào? Vì tội nguyên tổ đã lan truyền cả nhân loại, nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Lời hứa ấy ban truyền qua tổ phụ, Ngài lập dân riêng và ban một đấng cứu thế. Qua Abraham, một giao ước đã được Chúa thiết lập, từ dòng dõi ấy phán xuất ra một dân riêng. Abraham, một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, người hiến tế con trai duy nhất của mình. Và từ dòng dõi ấy, Thiên Chúa tiếp tục chương trình cứu độ. Khi dân ít ra em cồn cùng trong cánh nô lệ, Thiên Chúa thương dân Ngài để giải thoát khỏi ách tội ta. Ngài chọn Mô-xê để làm thu lãnh, Ngài chọn Mô-xê như là cứu cánh để đưa dân dân Ngài ra khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ tới vùng Sinai. Một giao ước đã được Chúa thiết lập,
để dân Chúa trở thành dân tộc vĩ đại và từ giao ước phát xuất nên mười điều gian. Nhưng loài người bất trung bội phản lời giao ước ấy nên họ bị lưu đày tại Babylon. Bóng tối bao trùm Israel, đất nước lầm than và khốn cùng. Họ than van, họ tiếc nuối vì đã bất trung cùng Ngài. Chính trong cảnh lầm than đó, tâm hồn họ được thức tỉnh, họ tràn đầy niềm hy vọng, khát khao ngóng trông, cầu xin lòng thương xót Chúa ban đấng cứu thế cho trần gian. Sau khi được giải thoát ra khỏi Ai Cập trở về đất hứa, dân Israel lại đi trong cảnh tối tăm của tội lỗi. Họ đã rời xa tình yêu của Thiên Chúa như một hệ luật tất yếu. Sau những tháng ngày bất tuân, dân Chúa bị đế quốc Assyria đánh chiếm và bắt đi lưu đày tại Babylon. Họ phải chịu cảnh tủi nhục, nước mất nhà tan. Lúc này họ đã nhớ đến Thiên Chúa. Với tâm tình sám hối, họ giơ tay hướng về Jerusalem cầu nguyện và trông chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Sống cảnh lầm than nô lệ, bị đánh đập, bị cô lập, nhưng họ vẫn vững tin, nuôi hy vọng mơ một ngày nào đó được trở về mảnh đất năm xưa Chúa đã hứa ban. Sion ơi, trái tim ta thổn thức vì ngươi. Thank you.
Trải qua các biến cố thăng trầm, Israel đã học biết cách thức Thiên Chúa đồng hành với họ. Họ đón nhận tình thương vô bờ của Ngài. Và cứ thế, dân riêng sống niềm mong chờ. Họ hy vọng được Thiên Chúa cứu độ. Đến thời viên mãn, Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ. Giữa muôn người, Thiên Chúa chọn một trinh nữ tên là Maria. Chị vừa đính hôn với anh Giuse thuộc dòng dõi David. Một ngày kia, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến gặp Maria, mời gọi cô hiệp thông thực hiện công trình cứu độ. Hãy
ngợi khen Đức Chúa. Này thần chí tôi hân hờ vui mừng, vì Chúa đứng cứu độ tôi, vì Chúa đứng giải thoát tôi, vì Chúa đổi đến phận hèn tôi. Tình Chúa luôn xót thương người tôn kính Chúa. Ngài đã dẹp tan những kẻ kiêu căng, thế lực bạo tàn, tay Ngài quyền sống nhân loại trong âm thầm khiêm tốn. Hồng ân ấy, Đức Maria không giữ cho riêng mình, nhưng trong tinh thần hiệp hành, mẹ đã vội vã lên đường đi thăm người bà con ở vùng núi Giuđa để chia sẻ niềm vui đức tin, trao ban ân sủng và phục vụ trong tinh thần bác ái. Cũng chính nhờ cuộc gặp gỡ thân tình giữa mẹ Maria và bà Elizabeth mà ân sủng Chúa đã được tặng ban cho toàn thể nhân loại. Này này Giuse, Maria đâu mà cả mấy tháng nay rồi tôi không thấy thế? Chị mới gặp Maria chiều hôm qua. Maria mới đi xa về mà chồng em ấy lạ lắm. Cái bụng nó như thế này này. Vậy hả? Nhưng hai em ấy mới chỉ đính hôn thôi mà. Hay là... Chuyện gì đã xảy ra cho Maria? Tại sao nàng cứ mãi im lặng? Làm sao có thể tố cáo nàng theo luật vậy được?
Không, không thể được. Nàng trung thực, đạo đức lắm. Ta vẫn quý trọng nàng. Ta không có quyền nghi ngờ nàng. Nhưng làm sao nàng lại không nói với mình một lời? Lạ thật, khó hiểu quá. Không, không ai có quyền xét xử nàng. Chỉ có Yahweh Thiên Chúa là thẩm phán chí công mới có quyền xét xử nàng. Này Giuse, ngươi đừng lo lắng buồn phiền như thế. Hãy nhận lấy Maria về làm bạn, vì người con nàng cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nàng sẽ sinh hạ một con trai và ông sẽ đặt tên cho là Giêsu. Chính Ngài là đấng cứu thế mà muôn dân hằng mong đợi. Ngươi còn nhớ lời ngôn sứ Isaiah loan báo không? Này một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời ngôn sứ đó lúc này đang được thực hiện. Ồ, thật vậy sao? Thì ra đây là công việc của Thiên Chúa. Đấng cứu thế sắp chào đời. Ngài chính là ánh sáng giữa thế gian tăm tối. Tôi mà lại là cha nuôi của đấng cứu thế. Ôi lạ lùng quá. Xin tạ ơn Thiên Chúa. Con nguyện đem hết sức mọn của con để làm theo thánh ý Ngài. Thời gian 9 tháng trôi qua kể từ ngày thiên sứ báo tin Maria đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Nhưng cũng chính là lúc chiếu chỉ của hoàng đế ban hành lệnh kiểm tra dân số khắp toàn dân, Giuse cùng với Maria lên đường về Bethlehem, là thành của vua David, để khai hộ khẩu. Bethlehem tấp nập người từ khắp nơi đến. Đêm đã khuya mà hai ông bà vẫn không tìm được chỗ trọ. Trời mùa đông giá buốt, tiếng gió rít từng hồi, vô vàn tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm tối. Bà Maria đã tới ngày sinh. Thank you.
rào rực niềm vui mới, lung linh muôn màu sắc tươi. Chúa đến cho hồng phúc muôn khắp nhà, Chúa đến cho ngày mới thêm tràn hòa. Tiếng trẻ thơ rộn ràng niềm hoan ca, nên nhau yêu thương gia đình thiết tha. Một mùa lạnh giá dấu ở nơi xa, ta mong trở về chốn xưa là nhà. Từng ngày buồn vui gia đình nồng ấm, nuôi dưỡng đời ta tháng năm tuổi thơ. Dù rằng cuộc sống có lắm gian truân, nhưng giây phút này biết bao niềm vui. Nụ cười rạng rỡ muôn ngàn hạnh phúc, Chúa đến chúng ta.